Điểm tin tối ngày 5 tháng 12 năm 2023. Xem phim đồi trụy, sinh viên bị đuổi khỏi ký túc xá trường Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm dịch vụ ký túc xá trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấm dứt hợp đồng chỗ ở với một sinh viên vì lý do sinh viên này xem phim đồi trụy. Thông báo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, chấm dứt hợp đồng chỗ ở năm học 2023-2024 với sinh viên này. Lý do được đưa ra trong thông báo là sinh viên này xem phim đồi trụy, vi phạm nội quy ký túc xá theo quy định về xử lý kỷ luật. Trung tâm dịch vụ ký túc xá trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sinh viên vi phạm thực hiện bàn giao tài sản cho cán bộ quản lý tầng trước 11 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá cho biết, việc sinh viên bị chấm dứt hợp đồng chỗ ở vì vi phạm nội quy là việc bình thường. Một số vi phạm nội quy sinh viên gặp phải như nấu ăn trong phòng, nhậu nhẹt, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên bị chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở vì vi phạm nội quy với lý do xem phim đồi trụy. Được biết, trường hợp sinh viên này xem phim đồi trụy gây ảnh hưởng đến bà cùng phòng. Sinh viên cùng phòng nhiều lần đã nhắc nhở nhưng không được nên phản ánh lên trung tâm và trung tâm xử lý theo đúng quy định. Thảm án ở Cà Mau. Cha mẹ và con gái đang mang thai cùng tử vong trong nhà. Tối 4 tháng 12, một lãnh đạo công an tỉnh Cà Mau xác nhận lực lượng chức năng đang tạm giữ Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Khoa là nghi phạm trong vụ cha mẹ và con gái đang mang thai cùng tử vong tại xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nghi phạm Khoa sống cùng nhà và là chồng sau của người phụ nữ đang mang thai. Theo đó, đầu giờ chiều ngày 4 tháng 12, người dân ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà ông BVS, 69 tuổi, cha vợ Khoa nên đến kiểm tra thì phát hiện ông S và con gái BLK, 38 tuổi, vợ Khoa đang mang thai, tử vong trong nhà. Còn bà TTP, 68 tuổi, vợ ông S tử vong sau nhà. Cả ba thi thể đều đang trong tình trạng phân hủy. Sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương phong tỏa hiện trường để điều tra. Bước đầu, Khoa khai nhận do hai bên có mâu thuẫn nên mấy ngày trước đã ra tay sát hại cha mẹ vợ và người vợ đang mang thai. Sau khi gây ra vụ thảm án, Khoa lấy tài sản trong nhà rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Tuyên Quang xuất hiện thêm clip cô giáo cầm dép đuổi đánh cả lớp. Ngay sau clip nữ giáo viên ngất xỉu vì bị học sinh chốt cửa, ném dép vào người, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền đoạn clip thứ hai ghi lại cảnh cô giáo này cầm dép đuổi đánh lại học sinh. Trong clip, khung cảnh lớp học vô cùng hỗn loạn, cô giáo cầm những chiếc dép bị ném vào người mình đuổi đánh học sinh. Học sinh cả nam lẫn nữ chạy từ góc này sang góc khác, vừa chạy vừa hò reo như đang chơi trận giả. Đỉnh điểm, một học sinh bị đuổi đánh đã cầm chiếc ghế ném vào người cô giáo. Kết thúc clip, đa số học sinh chạy ra ngoài và chốt cửa lại, nhốt cô và hai bạn khác trong lớp. Sự việc được ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xác nhận xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú vào ngày 29 tháng 11. Huyện đã ra văn bản chỉ đạo các bên liên quan xác minh và báo cáo trước ngày 6 tháng 12. Trước đó, tối 4 tháng 12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một giáo viên bị nhóm học sinh tấn công bằng dép, giấy rác và những lời thô tục. Con trai bị đuổi đánh, người bố lái ô tô chèn ba thiếu niên thương vong. Ngày 5 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên tuyến đường thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đã xảy ra vụ va chạm giao thông khiến ba người thương vong. Cụ thể, BBN sinh năm 2007 và nhóm bạn là học sinh tại thành phố Hạ Long và huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đi tìm đối tượng đã đánh người trong nhóm để trả thù. Đến khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, nhóm của N thấy BDV sinh năm 2003 đi xe máy chở bạn nên đã sử dụng gậy sắt đuổi đánh, về trốn thoát và gọi điện về cho bố là ông Bùi Huy Mạnh sinh năm 1979 để thông báo sự việc. Ông Mạnh liền điều khiển ô tô bán tải chở theo 7 người cầm nhiều hung khí nguy hiểm đi tìm nhóm của N nhằm trả thù. Khi phát hiện thấy nhóm N, ông Mạnh điều khiển ô tô truy đuổi, đâm thẳng vào đuôi xe máy do N cầm lái đang chở theo hai người. Tiếp đó, ông Mạnh điều khiển ô tô vượt lên và ép xe máy do N đang điều khiển, khiến xe máy đâm vào ô tô con và xe tải đang đổ bên phải đường. Thấy cả ba người nằm bất tỉnh, ông Mạnh cùng nhóm người lên xe bỏ trốn về phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên. Tai nạn khiến N tử vong, hai người còn lại thương tích 88% và 10%. Sơn La chém nạn nhân tử vong, người đàn ông vào xe tải cố thủ. Ngày 4 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Chiền Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc chém chết người xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 12 tại kho hàng của nhà phân phối bánh kẹo ở tổ 6, phường Chiền Sinh, thành phố Sơn La. Khi đó, một người đàn ông chưa rõ danh tính, mặc áo vàng, đi từ cabin xe tải chở hàng xuống nhà kho bánh kẹo tại phường Chiền Sinh. Sau khi chửi bới, quát tháo, người đàn ông mặc áo vàng cầm hung khí lao vào khu vực nhà kho, chém một thanh niên đang làm việc trong nhà kho. Nạn nhân chưa rõ danh tính, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Được biết, sau khi chém nạn nhân, người đàn ông lên xe tải đóng cửa cố thủ nhưng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ. Hiện nguyên nhân vụ việc tài xế xe tải chém chết người đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thanh Hóa, ba thanh niên xây hầm bí mật chế tạo pháo nổ.
Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 29 tháng 11, Công an huyện Nông Cống đã phát hiện bắt quả tang Lê Văn Anh, sinh năm 1985, ngụ xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, đang tàng trữ trái phép 29 kg pháo nổ. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ thêm Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1985 và Hoàng Xuân Thành, sinh năm 1991, cùng ngụ xã Tân Phúc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, Công an đã phát hiện và thu giữ tại tầng hầm bí mật phía sau nhà có nhiều đồ vật liên quan đến việc sản xuất pháo, gồm 54,8 kg các loại chất bột tạo màu cho pháo, 10 kg các hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện, 2,2 kg thuốc nổ, 7 kg ống pháo bằng giấy, 2 thiết bị làm hạt tạo màu cùng nhiều đồ vật khác. Thanh khai nhận đã lên mạng xã hội học công thức cách sản xuất pháo hoa nổ và đặt mua qua mạng xã hội các nguyên liệu. Sau đó, Thanh sử dụng các loại máy tự chế trộn các hóa chất theo tỷ lệ để tạo thuốc pháo và dây cháy chậm. Thanh dán tem nhãn giống các loại pháo lậu nước ngoài và bán với giá 800.000 đồng một hộp pháo hoa vàng loại 36 ống. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.